Chào tất cả các bạn trở lại với chương trình tư vấn và đánh giá các dòng sản phẩm laptop mỗi ngày của Trang Công Nghệ TRD. Thưa các bạn, trên bàn của mình ngày hôm nay đó là một dòng sản phẩm chính hãng của Dell, một chiếc Dell Gaming phân khúc giá tốt nhất các bạn đầu tư đó là dưới 30 triệu đồng để các bạn có thể làm đồ họa chơi game. Chiếc máy có mã là Dell G15-5515 các bạn ạ. Tính ra tại cửa hàng mình thì có Dell Virtual này 5515 này, sau đó Impedance 5515 và thêm một dòng G nữa chuyên dụng cho anh em chơi game và làm đồ họa. Chiếc máy này được trang bị dòng CPU Ryzen G7 các bạn ạ, 5800, 8GB RAM và SSD 512GB, đặc biệt là VGA của nó là RTX 3050, dung lượng 4GB. Nếu mà tính ở phân khúc giá thì là đây là chiếc máy gaming chơi game mới 100% có CPU khỏe, VGA khỏe rẻ nhất ở phân khúc ở dưới 30 triệu đồng. Bây giờ để chúng ta sẽ cùng khui hộp tìm hiểu dòng sản phẩm này nhé. Mời quý vị các bạn đón xem ngay bây giờ. Các bạn sẽ thấy là cái máy của nó này. Dòng này được phân phối bởi FPT Select. Sắp tới thì mình mang về cả hàng Mỹ rồi nhá. Hàng Mỹ mang về chắc chắn cam đoan các bạn là rẻ hơn so với chiếc máy chính hãng tại thị trường Việt Nam khoảng 2 triệu. Các bạn sẽ hỏi là hàng Mỹ với hàng chính hãng nó khác nhau cái gì ạ? Hàng chính hãng sẽ được bảo hành ủy quyền của các trung tâm tại Việt Nam. Thông thường là chúng ta phải trả cái giá đắt hơn. Đầu tiên là cái sạc của nó với công suất 180W này. Chân kim như này này. Ui chà ôi. Ô, cái máy mình tưởng bụi bụi, hóa không phải các bạn ạ. Cái vân kiểu dạng như này, màu trắng đục. Bên trong thì nó sẽ có một cái dây nguồn nữa này. Sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh để trong ngay. Trước dòng sản phẩm này thì mình đã giới thiệu với phiên bản G5 SE. Bây giờ nó nâng cấp lên phiên bản G5 này, 5515. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sâu chiếc máy này nhé. Các bạn thấy cái màu trắng này thì còn gọi là màu trắng đục, còn chúng ta đằng sau thì đây thiết kế rất thể thao với cái màu kiểu màu ghi. Và chả hiểu sao Dell làm kiểu phân thiết kế kiểu dạng như là bầu trời ngôi sao các bạn ạ, đây này. Nhưng mà nhìn kỹ mình từ đầu tưởng là cái máy nó bị bẩn các bạn ạ, hóa không phải. Chúng ta có một logo à. Và chiếc máy làm hoàn toàn vỏ nhựa logo Dell để ở giữa như này. Và cũng chả phải mạ chrome các bạn ạ, nó chỉ là logo Dell thông thường thôi. Và đằng sau thì các bạn thấy là có cổng USB Type-C này, có cổng USB HDMI để các bạn kết nối ra màn hình bên ngoài. Cổng này và cổng này đều kết nối ra màn hình bên ngoài các bạn nhé. Cổng sạc đằng sau, hốc tản nhiệt của nó này. Và lề thì vẫn đặc trưng giống như phiên bản G55510 trước đó mình đã giới thiệu với mọi người. Đấy, các bạn thấy là mở máy nó khá là chắc chắn. Có chữ G màu đỏ này, dòng thể thao này. Bên cạnh phải của mình các bạn thấy là có hai cổng USB và một hốc tản nhiệt các bạn ạ. Có logo G, nó cái dòng máy gaming là G5 này các bạn ạ. Ở đằng trước các bạn thấy là nó thiết kế cũng sẽ hơi thoải một chút và cái màn hình thì nó hơi cao một tí để các bạn mở máy này. Ở bên này thì thêm một hốc tản nhiệt nữa các bạn ạ. Và đây chúng ta sẽ có cổng LAN. Đây là cổng phone, cổng mic với giao tiếp 3.5 và đèn tín hiệu của pin. Bên dưới máy này, không khí sẽ được hút vào đây nhá, đẩy khí nóng ra đằng sau. Đây là tem của nhà phân phối này. Dòng sản phẩm chính hãng tại thị trường Việt Nam. Bây giờ thì mình sẽ mở nội tạng bên trong chiếc máy, khám phá nội thất bên trong khả năng nâng cấp ra sao. Mời quý vị các bạn đón xem nhé. Các bạn ơi, mở chiếc máy này ra thì cực kỳ đơn giản. Các bạn hoàn toàn có thể tự mở được các bạn ạ. Chỉ cần có một cái tu vít thôi. Các bạn thấy nội thất bên trong của nó này. Máy có hai cột tản nhiệt này, bên trái bên phải. Với hai slot cắm RAM các bạn có thể mở rộng tối đa đó là 64GB RAM cho chiếc máy này. Và đây chúng ta sẽ có hai slot cắm ổ cứng SD bên trái bên phải. Như này thì chiếc máy sẽ nâng cấp tối đa là 4TB cho ổ cứng này. Và các bạn có thể nâng cấp chuẩn ổ cứng 2240 hoặc 2280 đều được các bạn nhé. Pin với dung lượng là 56Wh này. Ở đây các bạn thấy là hai cái loa bên cạnh đây. Wi-Fi. CPU và GPU onboard trực tiếp trên bo mạch chủ mà chúng ta sẽ không có khả năng nâng cấp. Tóm tắt lại thì chiếc máy sẽ cho phép các bạn nâng cấp duy nhất ở đây. Chúng ta chỉ có ở đây là gì ạ? RAM và ổ cứng thôi nhé. CPU, GPU gắn chết trên bo mạch chủ mà chúng ta không có khả năng nâng cấp, nên chính vì thế các bạn mua máy cũng phải cân đo đong đếm cấu hình của nó. Các bạn ơi, nhìn chiếc máy mặt trước thì các bạn thấy là khá là trẻ trung năng động này. Viền màn hình mỏng và có camera bên trên. Đây là màn hình 15.76 inch Full HD IPS các bạn nhé. Và LED phím thì đều là bố trí phím LED RGB. Đó, nhìn trẻ trung, buổi tối nhìn rất là đẹp. Những LED thiết kế 3D bên trên, tản nhiệt nhìn cũng rất là ok. Tính ra chiếc máy này có đến 4 hốc tản nhiệt các bạn ạ. Bên trái bên phải thì nó tầm tay này thì mình nghĩ nó cũng phả ra hơi nóng, không ảnh hưởng gì cả. Đây là dòng sản phẩm chính hãng sẽ có cái tem này. Các bạn nếu mà gặp vấn đề về phần cứng có thể bốc điện thoại lên, Dell sẽ bảo hành cho các bạn nhé.
Chất lượng bàn phím của dòng G thì mình nghĩ khá ổn để các bạn có thể chơi game và nhập liệu bàn phím khá tốt, bởi vì chúng ta có một bàn phím full size như này. Phím nguồn được tích hợp trực tiếp trên này. Và có 4 phím chơi game đây các bạn, A, W, S, D. Nó sơn thêm cái viền các bạn nhá. Con chuột này, máy chơi game mà làm con chuột là hơi nhỏ các bạn ạ, này. Hơi bé, con chuột nó làm nó to một chút C mới sướng. Con chuột này phê bình luôn. Đồ lẩy của chuột thì bấm được đấy, nhưng mà hơi nhỏ. Có lẽ là các game thủ cũng như các bạn làm đồ họa thì lên cắm chuột từ bên ngoài sướng hơn. Chất lượng màn hình của dòng này thì mình nhìn nghe cũng hơi lởm thì phải. Độ sáng thực sự không được tốt. Tỷ lệ bao phủ màu của màn hình nó chỉ đạt có 58% sRGB và 37% Adobe RGB. Được mỗi cái là cấu hình cao thôi. Thực sự là các dòng máy Dell của dòng gaming của Dell bán rất là đắt luôn. Nếu như mà chiếc máy có cấu hình như này mình cho của con Alienware thì các bạn phải đầu tư ít nhất là bao nhiêu? Khoảng hơn 40 triệu. Trong khi đó chiếc máy này nó phân khúc đang bán chính hãng thì nó chỉ có dưới 30 triệu thôi. Nhưng mà ông Dell thì bao giờ cũng rất là bùn xỉn cho cái chất lượng màn hình rất thấp, trừ dòng Alienware thì sẽ có chất lượng màn hình gọi là tốt hơn. Và độ sáng của màn hình con này thì cũng rất là bình thường. Nó chỉ có 250 nit thôi. Âm thanh thì nghe thì hay đấy. Chất lượng âm thì nghe như này khá ổn. Và góc nhìn của màn hình IPS thì các bạn thấy là cũng khá là đẹp. Độ góc nhìn của nó sẽ đạt 178 độ, rộng hơn so với những chiếc màn hình TN. Trên màn hình thì có chống lóa rồi, các bạn có thể làm việc liên tục lâu, chơi game thoải mái là không mỏi mắt nhé. Âm thanh thì mình đánh giá ở mức khá, còn riêng cái màn hình này mình phê bình luôn. Nó chỉ ở mức trung bình, một chiếc máy có giá bán lên đến 30 triệu. Bù lại là cấu hình máy chúng ta sẽ rất cao. Bởi vì Dell bao giờ cũng bán cái mức giá nó đắt hơn so với những chiếc máy khác. Chất lượng ổ cứng của máy các bạn thấy là mình test nó tốc độ đọc cũng lên đến 3GB, tốc độ ghi khoảng sấp xỉ 1GB. Ổ cứng như này cũng gọi là ngon rồi. Bluetooth được trang bị trên máy là Bluetooth 5.0, sẽ hỗ trợ các bạn kết nối băng thông không dây cực kỳ tốt. Webcam của máy nó chỉ đạt độ phân giải 720p thôi, hoàn toàn bình thường. Ổ cứng được trang bị trong máy đó là PM991 của Samsung, 512GB, khá ổn. Vega thì sẽ được trang bị hai Vega, đó là ở đây AMD Radeon Graphics và RTX 3050. Đây được cái CPU rất là khủng, bạn nào mà dùng để render mà cần tính toán giả lập thì em CPU này cực kỳ ngon, 8 lõi 16 luồng, AMD R7 5800H. Máy quá Wi-Fi được nâng cấp lên xịn, Wi-Fi AX 1650, băng tầng 160Hz, Wi-Fi kép, cái này Wi-Fi rất là khỏe, băng thông rộng. Thưa các bạn, thì bù lại chúng ta có một chiếc máy có CPU cực kỳ khỏe, 8 lõi 16 luồng. Dòng CPU này được sản xuất với tiến trình của nó là 7 nanomet của AMD, cực kỳ nổi tiếng tại thị trường. Đây các bạn thấy điểm số nó đạt đến 1898. Các bạn dùng chiếc máy để render, các bạn dùng chiếc máy này để có thể chơi những tựa game. Các bạn có thể dùng để chạy máy chủ, máy ảo, giả lập, CPU cực kỳ khỏe. Đặc biệt là các phần mềm tính toán thì CPU này quá ngon luôn các bạn ạ. Bởi vì hầu hết trong phân khúc này nếu mà các bạn mua CPU của Intel thì chúng ta chỉ mua được i7 chẳng hạn như là 6 lõi 12 luồng thôi. Mình nghĩ là dòng G này chắc chắn sẽ thành công tại thị trường Việt Nam bởi vì nó khỏe như này cơ mà. Giá cũng không quá đắt. Thực ra giá 30 triệu cũng toàn các công tử, chúng ta có tiền, các bạn có điều kiện kinh tế, các em sinh viên có tiền nhà, điều kiện nhà giàu mới có sở hữu, chứ còn người nghèo lấy đâu ra cái máy mà 30 triệu để dùng, đúng không mọi người? Ở đây thì tớ đang chấm điểm đồ họa mô phỏng của RTX 3050. Với dòng RTX 3050 thì nó sẽ có hai lõi, đó là lõi Tensor và lõi Ray Tracing. Tensor là lõi trí tuệ nhân tạo, nó sẽ hỗ trợ các bạn thuật toán về hình ảnh tốt hơn và cái hiệu ứng về ánh sáng thực tốt hơn. Cái điểm số nó cũng kéo lên 124.77 fps. Và dòng Vega này nó được trang bị là 4GB GDDR6, hỗ trợ mọi người khá là tốt nhé. Các bạn ơi, đây là dòng CPU của AMD. Các bạn thấy là họ làm rất là tốt với mức nhiệt độ chạy full max nó rất là mượt. Và các bạn thấy là GPU 1 thì nó chỉ có 63 độ thôi, 62 độ. Và kể cả GPU 2 thì nó mức khoảng 67 độ. Đây các bạn nhìn này. 2 là cặp màn hình, còn 1 là CPU các bạn nhé. Mà nó chạy cực kỳ mượt, mà quạt ở đây thì các bạn thấy là cũng không quá ồn. Nói chung là tản nhiệt của dòng AMD thì dưới dòng CPU của AMD bắt đầu từ thế hệ thứ 4 tôi đã thấy là rất là mát.
Trong khi đó là ngày xưa nói thật là cứ những chiếc máy mà chạy CPU của AMD phải nói là ác mộng luôn. Thế mà bây giờ họ thay đổi ngoạn mục thật, vừa rẻ, vừa mát, vừa khỏe. 1, 2, 3. Vâng thưa các bạn, mình sẽ thử khả năng dựng phim của chiếc máy này. Với CPU quá khỏe và với Vega RTX thì hỗ trợ các bạn dựng Adobe cũng như các phần mềm dựng phim nó cũng cực kỳ ok. Các bạn thấy nó chạy vun vút luôn. CPU 8 lõi 16 luồng cộng RTX 3050 kết hợp với nhau thì quá hoàn hảo. Các bạn thấy có khi chỉ 20 giây thôi. 21 giây, quý vị các bạn đã thấy là xong một đoạn video hơn 1 phút với dung lượng 4K và rất là nhiều ứng. Với sức mạnh của chiếc máy này thì các bạn cứ tha hồ dùng tất cả các phần mềm dựng phim. Độ phân giải lớn là nó cày kéo ok ngon lành luôn. Vâng thưa các bạn, là mình đang test tựa game Zit Cao 3 các bạn ạ. Một tựa game 3D offline. Game này có dung lượng khá nặng các bạn ạ. Chúng ta có một màn hình Full HD IPS tần số quét 120Hz. Tần số quét 120 sẽ hỗ trợ các bạn khung hình chuyển động trên dây tốt hơn, thật hơn. FPS chơi tựa game này khoảng trên 60 và nhiệt độ chơi game ở ngưỡng khoảng trên 60 độ C. Chất lượng âm thanh tốt. Với những tựa game tầm nặng nhất, các bạn hoàn toàn vẫn có thể cài với chiếc máy này để vui chơi giải trí những rảnh. Tản nhiệt của máy như này thì quá là ok. Có điều là em CPU này có vẻ như hơi nóng một chút. Các bạn thấy là CPU 8 lõi 16 luồng, nó lên đến 84 độ C. Tất cả những tựa game yêu thích thì các bạn cứ cài vào vui chơi thoải mái nhé. Với cấu hình này thoải mái và với mức nhiệt độ tản nhiệt như này hoàn toàn yên tâm là nó cũng không quá nghi ngại về máy. Với cấu hình như này thì các bạn cứ thoải mái cài những tựa game các bạn yêu thích có trên thị trường. Chiếc máy này hoàn toàn đáp ứng tốt để các bạn có thể chơi game và làm đồ họa mọi người nhé. Vâng thưa các bạn, là sau khi mình trải nghiệm chiếc Dell G55515, đơn giản đây là một chiếc máy thiết kế năng động, trẻ trung, đậm chất gaming của Dell. Với phân khúc tầm đầu tư các bạn chơi game và làm đồ họa cần một chiếc máy khỏe thì đây chắc chắn là một chiếc máy tốt nhất của thương hiệu Dell. Mọi thứ đều rất ok, chất lượng bàn phím tốt, chất lượng loa tốt, kèm theo kết nối của nó hoàn toàn ok ngon lành. Các cổng kết nối bên ngoài đầy đủ. Duy chỉ có chất lượng màn hình chỉ đánh giá ở mức trung bình đó. Và khả năng nâng cấp RAM, khả năng nâng cấp ổ cứng, chính vì thế nó hoàn toàn phù hợp cho các bạn cần một chiếc máy CPU khỏe này, cần để chơi game này. Tất cả những ứng dụng về tính toán trên chiếc máy này hoàn toàn đáp ứng ok ngon lành. Duy chỉ các bạn mà mua chiếc máy này để thiết kế thì ra cầm gam màu chính xác thì chắc chắn chiếc máy này không phù hợp với các bạn. Bởi vì đối với các game thủ người ta mua máy về để đam mê game thì chiếc máy này hoàn toàn đáp ứng ok hơn này. Với chất lượng màn hình Full HD IPS chơi game thì không vấn đề gì cả, mặc dù là tỷ lệ bao phủ màu thấp. Với tần số 120Hz cũng hỗ trợ quý vị các bạn cực kỳ ok. Và đây là dòng sản phẩm chính hãng, chính vì thế là các bạn sẽ có gói bảo hành tại nhà của Dell cũng rất là ngon lành các bạn ạ. Vâng thưa các bạn, chương trình trên tay và đánh giá dòng sản phẩm Dell G55515 của mình xin đây là các bạn ạ. Có những dòng sản phẩm mới mình mang đây tư vấn và mổ xẻ cho mọi người như này. Hy vọng là mọi người đồng hành và ủng hộ kênh công nghệ của TLD bằng cách này đăng ký kênh nhé. Nhớ là bấm chuông bên cạnh để chúng ta cập nhật những dòng sản phẩm laptop mới nhất tại shop. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.